Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ và tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh. Sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 50 hồ sơ, các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi đến từ các cấp học của tỉnh, trong đó huyện Văn Lâm dự thi nhiều nhất lên đến 16 hồ sơ. Tại cuộc triển lãm các sản phẩm đạt giải, chính các em cũng được trải nghiệm, được giới thiệu cho người xem, đồng thời tự tin trình bày các sản phẩm nghiên cứu của mình, cũng như trả lời các câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra một cách thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia một cuộc thi lớn như thế này ạ. Và cũng may mắn là cái bản mô hình của chúng em cũng đã được nhận được giải ạ. Và đây là một cái sân chơi rất tốt cho bọn em để bọn em có thể tham khảo được nhiều cách làm mới hơn mà bọn em có thể chưa biết trong cái cách mà bọn em đã tạo ra cái bản này. Cuộc thi này đối với thanh thiếu niên cũng như là học sinh sinh viên đã tạo cho học sinh một cái sân chơi lành mạnh về vấn đề nghiên cứu bước đầu cho vấn đề nghiên cứu khoa học và cũng là một cái nội dung để rèn luyện cho học sinh có cái năng lực sáng tạo trong cuộc sống và đặc biệt là vận dụng cái kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Các sản phẩm dự thi gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học, tự động hóa, trong đó có một số sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Hầu hết được làm từ những vật dụng rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày đã được các em áp dụng để làm thành những sản phẩm hữu ích như tinh dầu đuổi muỗi an toàn cho sức khỏe con người từ cây sả hay mô hình xây dựng phân phối hệ thống tưới cây giống thông minh bằng cảm biến. Qua xem xét 35 giải thì chúng tôi thấy một điều rằng là các cháu của chúng ta rất thông minh, rất sáng tạo và những vấn đề các cháu đề cập đến nó bao quát khá rộng các vấn đề của cuộc sống, của xã hội, từ lịch sử đến những vấn đề của khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, trong cuộc sống hàng ngày và trong các cái cải tiến khoa học kỹ thuật trong đồ dùng của học, trong học tập. Thì cái tư duy thông minh của trẻ đã bắt đầu được bộc lộ và chúng tôi đang hy vọng những cuộc thi sau là chúng ta sẽ có những kết quả tốt hơn. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho 35 mô hình, sản phẩm có tính thực tiễn và sáng tạo, trong đó không có giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 24 giải khuyến khích. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 3 năm 2020.